mời các bạn uống sữa đông nên ban đêm ở Bây ơi Đà Lạt đây cái chị mở hàng đó cái chị mở hàng một ly 20 ngàn hả? Một ly 10 ghè 10 ngàn hả? À, thế à. Cho ly 20 chắc là tiền chết Buổi sáng mua ở Sài Gòn là một ly bán một đêm hết cái đó không? Dạ không không mưa bé phải đổi dễ em à thế hả? Dạ thì mưa là không bán ế luôn á em bán lâu chưa? Em bán được bán thử rồi một cái thùng đó là được bao nhiêu ly? Dạ thùng đó là được bao nhiêu ly? Được 30 ly. 30 ly hả? À thế hả? Dạ em chưa mở hàng ngoài hàng cái đó. Ủa, vậy hả? Chị đưa tiền cho em rồi. Đây đây. À. Là đó là đồng bồn đó. Dạ cảm ơn chị. Ok. Bán tốt nha. Dạ. Cảm ơn em bán sữa đông lên 1 ly 10 ngàn. À, sữa đông lên nên nóng. Sữa đông lên nóng hả? Nóng, ban đêm Đà Lạt chơi lên mà uống sữa đông nên nóng thì rất tuyệt vời. Rất ấm áp. Đấy. Rất nhiều người mua. Dạ đúng rồi. Anh này một đêm là anh bán có thể được 3 cái thùng này. Một thùng 30 ly. Anh ngồi anh vừa quạt vừa sưởi ấm cho anh vừa sưởi ấm cho cái thùng đồng nền này. Ồ. Oh.